Năm em về quê trồng rau nuôi cá sống cuộc đời an nhiên. Hôm nay năm em lấy lại tinh thần, năm em biết nếu mà mệt quá thì về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm rau. Nếu sống mà cuộc đời không thấy vui thì tầm thường quá có phải không gia đình cỏ. Đính kèm là bức ảnh năm em thần thái xinh đẹp, bận áo ru xì chăm sóc luống rau. Có thể nói năm em lấy lại tinh thần vô cùng thoải mái an nhiên. Mấy ngày nay năm em giữ gìn nhan sắc, ăn nhiều rau củ chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc. Dân tình vui mừng rần rần vì thấy năm em đã vui vẻ. Mọi người ra sức ủng hộ năm em. Năm em để tóc như thế này sang rồi quý phái lắm. Cố lên năm em ơi. Mình chỉ sống được một lần trong đời, hãy trân trọng và yêu thương bản thân. Chúc em luôn khỏe và tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Thương em. Vui vẻ tích cực như em gái, rất thương cô bé ngây thơ, trong sáng chân thật và mong manh. Luôn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, mong em giữ gìn sức khỏe, thỏa mãn với niềm đam mê nghệ thuật. Mọi người mong chờ em trở lại với đấu trường nhan sắc như em, cố lên. Chỉ cần em sống vui vẻ, tích cực và an nhiên trong tâm hồn, thì em làm gì cả nhà cũng ủng hộ em hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.